Chào cô chú anh chị nha. Lại có mấy cái đầu này ba lô nha mọi người. Nhưng mà mình về không dùng ba lô thì mình tháo cái đế ra, mình bỏ, mình lắp cái bộ, bỏ cái tâm này ra luôn, lắp cái bộ tâm tâm lớn của Komatsu hoặc là Huwana rồi á, đánh vào mình dùng mấy con thẳng nha mọi người. Còn em nào muốn rồi về tìm cái khung ba lô gắn vô 543 nha, RBK. Này là RBS. Còn con này là RB gì đây? Này không, con này thì mất tem trước. Con này đây nó còn cái đế. Cái đế của ba lô này. Tôi xin nhúng. Vừa mua cái ba lô gì đó để gắn vô mọi người, đừng mấy ba lô cũng được, không. Con này 40 ly nha, 40 ly. Nó dùng tuyệt vời luôn. Hàng này là hàng chưa sử dụng nha cô chú anh chị, nói để cho mình hiểu vấn đề. Còn mấy cái vấn đề như là nó trầy trầy hoặc là nó cấn cấn đồ này là do tại vì nó vận chuyển bỏ trong sọt á, thì con này con kia nó đè với nhau á. Máy này chưa sử dụng nha. Tuyệt vời luôn. Này xài bao sướng. Em nói là không một ai mà nhận những con máy này mà dùng nổ máy dùng mà thất vọng. Không ai thất vọng. Tuyệt vời ông mặt trời luôn. Huwana Zeno ai có mấy cái điểm nó cắn cắn này là bình thường nha mọi người, do tại vì nó bỏ sọt. Con này nữa mọi người. Thì cũng gần hết rồi nha mọi người, chứ nó không còn nữa. Còn mấy cục à, hết rồi. Sau cô chú anh chị có hỏi thì cũng không còn máy để bán nữa. Tại vì nó đâu có nhiều để bán đâu. Nó có nhiều thì mình chẳng phải sợ. Mà nó không có nhiều, bởi vì nó cái lô này về được một ít à. Máy chưa sử dụng nha. Về phát cước thì khỏi phải bàn nha cô chú chị. Bao cũng giá thành thì gần 4 triệu một đầu nha, gần 4 triệu một đầu. Đó. Những cái câu ba lô này nè mọi người, mà mọi người mua mới khui thùng á thì Việt Nam nó không có bán đâu. Cái loại này Việt Nam nó không có bán. Thì mua ở bên Nhật hoặc là mua ở châu Âu ấy, các nước châu Âu ấy, thì cái giá của nó mắc lắm. Nó mười mấy triệu á, hình như là mười mấy 20 triệu. Em hồi em search thử trên hãng nó bán cái con này tới 700, gần 750 đô sao, là tương đương gần là cỡ 20 triệu rồi mọi người, chứ đâu ít đâu. Mấy ba lô ấy cả cần cả ấy luôn á, mà giờ mọi người mua một con như thế này nó rẻ hơn, nó vẫn là chưa sử dụng nhưng mà nó rẻ hơn gấp mấy lần. Thì mình cứ mua và trải nghiệm mà thấy rất là thích luôn. Rồi, cô chú anh chị nào có nhu cầu thì liên hệ cái số điện thoại trên cái tiêu đề giúp em nha. Gọi vào để em báo giá chính xác. Cách thức mua bán thì thanh toán mới gửi hàng nha. Không thu hộ, không ship COD. Mua thì thanh toán bên em mới gửi hàng nha cô chú anh chị.